Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 3 tháng 8. À, đấy, đầu tiên thì Lê Tuấn cũng xin gửi đến quý vị, các bạn lời chúc sức khỏe và một lời chào thật hạnh phúc. Và cố gắng thực hiện là chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là phòng chống Covid. Rất mong cả nhà chúng ta coi như là sẽ cẩn thận và cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm sao qua cái Covid này để chúng ta sẽ làm lại. Tất nhiên trong cuộc sống chúng ta thì trong năm nay, nhất là cái tháng 7 vừa rồi và năm vừa rồi cũng đã ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề dịch Covid. Đấy, thì tất cả các công ty nào cũng vậy và tất cả trên toàn quốc của chúng ta, tất cả các công ty đều phải dừng lại để tránh dịch. Đấy, thì hôm nay thì mùng 3 tháng 8 thì nói chung tất cả các trường làng ở ngoài này cũng ít làm lại, trời mưa bão. Đấy, trời mưa bão rồi nói chung là ngưng, hoàn toàn như ngưng. Thì công ty của Tuấn Bình Minh cũng ngưng. Thì hôm nay thì có chiếc xe, chiếc xe đời cũ. Chiếc xe này lúc mua là 75 triệu, Ford 3000, vẫn túng tắc, chở rác. Thì nói về chiếc Ford này thì nói chung thì rất quen thuộc mấy năm nay với công ty của Tuấn Bình Minh. Và chở rác rất khủng khiếp. Đấy, nhưng mà hỏi bán thì chủ không bán. Đấy. Chủ không chủ quyết định không bán xe. Có người hỏi mua chiếc xe không có bán không? Thế cái giá thế không bán. Đấy quý vị, đấy chiếc xe vậy chở được 12 tấn. 12 tấn mà cứ một ngày là 5 chuyến. Đấy, một ngày 5 chuyến thì mỗi một chuyến là 400, là 420. Có ngày làm xe này có những năm, có những ngày năm như đúng vào mùa khô là có thể là làm được khoảng ngày làm được khoảng trên chỗ kia 2 triệu. Đấy, xe này. Đấy, thì mỗi lần đi chở về là phải chắn lại quý vị, chắn che lại đây. Rồi ghe và đủ. Và thì sáng bây giờ cũng đã được 2 xe. Đấy, được 2 xe đây, đổ đây rồi. Đấy, còn ngày hôm qua ngày nghỉ. Ngày mùng 1 nghỉ, ngày mai nghỉ thì đấy, công nhân đang chờ đợi đây. Công nhân đang ngồi chờ. Cách ly. Bây giờ Lê Tuấn sẽ review cho chúng ta xem mấy cái chiếc xe. Một, đủ ra rồi. Thưa quý vị, đang phát lạng nhé. Thì qua cái video này thì nếu như chúng ta ai đang cần chăm đốt và chăm cái nhà là kiên nén để liên hệ với cái phía mình sẽ cung cấp tất cả những phải đi ra lại vào đồ đó không? Thì chiếc xe này bây giờ làm tèn dữ lắm, mấy năm nay làm cho mình 4 năm nay làm, mỗi một năm biết bao nhiêu. Một ngày là có thể là bèo ra, như nay dịch thì không nói, nhưng mà nếu mà không dịch là ngày 2 triệu. Đấy, một tháng 5-60 triệu, bèo ra tháng 40 triệu là không ngon. Một năm biết bao nhiêu đấy, biết mấy lần đi xe này rồi. Ok, đây chiếc Ford này nó tả rồi nhưng mà vẫn làm chứ. Đấy, thank you.
quay đi ba bánh, xe đi ba bánh. Đấy, xe không kiếm luôn, đông rác cái cùng. Toàn rác trắng luôn, đẹp. Làm văn làm. Đấy, đổ rất gọn luôn cái gì, đổ đẹp, gọn luôn. Đấy, đổ xong. Rồi, ống nắp rồi. Đấy, thì cũng mong cả nhà chúng ta, đấy, thì xe này đấy, làm rất dữ. Đấy. Mình cũng, mà hồi bán thì người ta cũng bán. Đấy. Người ta để người ta chở một ngày 4-5 chuyến này, cứ 5, 4, 20 được 2 triệu rồi. Đấy, còn đây là cơ sở. Đấy, được chưa? Và bắt đầu đóng bứng lại để tiếp tục đi tiếp. Đấy. Nó như đang không già. Đấy, ok. Cái này mình trước mua có 40 mấy triệu. Là ba năm nay cái tay nhiều đẹp. Đấy, thì ở đây thì xứ sở này là toàn bộ là đã phát lạc rồi. Nếu anh em nào mà có nhu cầu ở chợ Văn Lang thì sẽ liên hệ với mình. Mình đang đây. Đấy, cái cây rồi xong. Rồi, ok. Ok. Đấy, còn rác hôm nay 3 xe. Thì chiều nay đập. Đấy quý vị, đấy. Đấy, chiều nay đập. Rồi, ok. Rồi, mình xin dừng video ở đây nhá. Đấy, xin chúc cả nhà chúng ta dưới cái Belarus đó, Belarus mới chở hàng về. Đấy, dưới này.